Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Anh Hùng Chí của tác giả Tôn Hiểu. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Anh Hùng Chí năm, chương Một Đại Thí Chủ Ngày 9 tháng 9 năm Cảnh Thái 33, Bình Minh sáng sớm, Bắc Kinh trước chính biến 10 ngày. Cách đây rất lâu, có một con rồng cô đơn ẩn nấp dưới lòng đất. Đuôi rồng bắt đầu từ núi Thiên Sơn ở phía Tây, thân rồng uốn lượn theo hướng đông dọc theo sông Hoàng Hà, đi qua Hà Nam, đi tới phương Bắc. Ngàn vạn năm qua, con rồng giận dữ há miệng nuốt một viên ngọc. Viên ngọc đó có tên, cổ sưng khổ hải U Châu, mấy trăm năm sau đổi tên Nam Kinh, lại mấy trăm năm sau đổi tên Thành Đại Đô. Ngày nay tên vẫn như cũ ngắn gọn thanh thoát, đó là hai chữ như sấm bên tai. Bắc Kinh, nhiệt lòng vắt ngang Trung Quốc, lúc nào cũng làm ác, uy lực mạnh mẽ con rồng này đã mang đến vô số tai họa cho trung nguyên bất kể ai ngồi trên đầu ác long mỗi người trong số họ đều sẽ trở thành yêu ma giết người tính từ lúc tam trấn tiết độ sứ đánh vào trường an đại đường cho đến khi dị tộc tiến về phía nam trường an khai phong lâm an kim lăng các triều đại thịnh vượng lần lượt bị tàn phá và bỏ hoang bởi nhiệt long không bao giờ được nhìn thấy nữa dù là hiền nhân hay kẻ ngốc chỉ cần ngồi trên lưng rồng, liền sẽ trở thành kẻ điên, sẽ luôn là kẻ ác nhân gian, để loại bỏ truyền kỳ đáng sợ này. Thái tổ Triều Khai Quốc khi thu phục nửa Giang Sơn đã quyết định hủy bỏ Bắc Kinh. Đầu tiên, ông lập Phượng Dương An Huy làm trung tâm, sau đó mở rộng cung thất ở Giang Ninh, thủ phủ Nam Đường, được xưng Long Bản Hổ cứ thành, tiêu diệt Vương khí phương Bắc, sau hạ lệnh phá hủy Cố Cung, kiến trúc phong cách vương thất không cho phép tồn tại. Ngoài ra, thu hẹp khoảng cách năm dặm Bắc Thành và Trung Tâm, khiến vùng nội thành trở nên chật hẹp và không thuận lợi cho việc phát triển. Tuy như thế, trong lòng Thái Tổ vẫn lo lắng, Bắc Kinh gần với Man Di, nếu những tặc nhiệt lại đánh vỡ cư dung quan, cưỡi trên lưng rồng một lần nữa, Giang Sơn tốt đẹp tất bị hủy trong một sớm, ông đã tính toán cẩn thận, có Yến Vương kiêu dũng thiển chiến chấn thủ Bắc Kinh, với anh tài của Yến Vương và sức mạnh của 60 vạn hùng quân một có thể chấn áp nhiệt long, hai có thể phòng bị phiên bang, để hoàng tôn chính thống vĩnh truyền muôn đời. Thái tổ khổ tâm sắp xếp, kết quả nhiệt long trong truyền thuyết chưa từng hiện thân, man di hùng ác cũng không xâm châu phạm giới, thật sự tạo loạn, ngược lại lại chính là Yến Vương. Quân quyền không đều, Bắc Cường Nam Nhược, Yến Vương xuất lính quân mã phương Bắc, Nam Hạ Long bàn hùng cứ thành, thúc cháu tương tàn, thiên hạ chiến hỏa bùng nổ con cháu Thái Tổ run rẩy rời đi, tung tích không rõ kể từ đó. Yến Vương dựa vào nghiệt long lập nghiệp, thuận lợi bình định thiên hạ, liền muốn học Thái Tổ, dẫn đô về phía nam, nghĩ đến truyền thuyết về nghiệt long, lại cũng không khỏi sầu lo. Tình hình Bắc Kinh vô cùng căng thẳng, là tuyến đầu tiên của Man Di về phía nam, cũng là điểm dừng chân đầu tiên quân vương Bắc Phạt, không thể không người chấn thù. Nhưng ai tới trông coi? nếu muốn giao lại quân quyền để người trong nhà ngồi trên lưng rồng thì bảy vương hỗn loạn bát vương họa chiến trận sẽ ở ngay trước mắt nhưng cần phải bàn giao quân quyền cho người họ khác loạn an sử và chế độ ly khai vẫn rõ ràng trước mắt nên làm gì bây giờ đơn giản là một trái tim tàn nhẫn loại bỏ phòng vệ phương bắc nhưng một khi man tộc đánh vỡ cư dung quan dễ dàng cưỡi lên lưng rồng sự xấu hổ của tĩnh khang vẫn chưa kết thúc mối hận thù của các quan đại thần nam tống về việc hoàng đế nhảy xuống biển lại muốn tái diễn yến vương ngày đêm lo lắng nên tìm quốc sư bàn bạc sau khi bói toán rốt cuộc biết được ý trời khiến hoàng đế của các triều đại cũng hiểu được điều gì đó bắc kinh vương khí khắp nơi việc loại bỏ bằng sức người là điều tuyệt đối không thể và con rồng giận dữ đó không phải là nghiệt long mà là chúa tể thực sự của trung quốc thiên tử chỉ có tự mình cưỡi trên lưng nhiệt long, Giang Sơn mới có thể tồn tại mãi mãi. Cuối cùng, kinh đô của triều đại được đặt ở Bắc Kinh, bàn tay thiên tử 60 vạn đại quân, đối mặt với quân Man Di ở phương Bắc, kinh thành được chỉ định làm tuyến phòng thủ đầu tiên, nước còn thiên tử còn, nước mất thiên tử mất. Đây mới là đường đường quốc quân khí thế. Chỉ là Yến Vương nghĩ đến truyền thuyết nhiệt long, vẫn không khỏi kinh hồn táng đảm liền sợ long mạch quay cuồng, đánh ngã hắn xuống đất, để trấn áp nhiệt long, hắn đã triệu tập người tài trí khắp thiên hạ, lấy linh cảm của Lưu Quốc Sư làm hình mẫu, phỏng ra bề ngoài tám cánh tay của Na Cha, theo hình dạng ba đầu, sáu tay và hai chân, 11 cổng của cung điện được xây dựng dẫm lên lưng rồng. Ngoài ra, sông Kim Thủy được dùng làm dây cương, thắt chặt miệng rồng ở sông Vĩnh Định, cuối cùng lại lấy đá phiến che đầy, che lại long nhãn. Nhiệt Long từ đây mắt mù, không bao giờ có thể thấy nhân gian buồn vui. Tám cánh tay Na Cha ngồi vững chắc trên lưng rồng, không chế con rồng mù giận dữ, để hoàng đế có thể an tâm lên ngôi. Từ đây khai đàn hương mộc, đôi tú sơn, thiên thu đình, tây huyền Bắc Hải, kim ngao ngọc đông, Bắc Kinh một lần nữa được chỉ định là kinh đô của hoàng đế, giám sát thiên hạ. Trăm năm, Nhiệt Long vẫn luôn nhắm chặt mắt, yên lặng rơi lệ chờ đợi khoảnh khắc gian hùng mở ra huyền quan. Cho đến lúc đó, nghiệt long sẽ tạo ra hàng ngàn đợt sóng, nhân gian sẽ bị ngọn lửa chiến hỏa nuốt chừng. Trong bóng tối, có người đang lặng lẽ đếm. Một, hai, ba, bốn, năm, không, không, từng trước đếm tới một trăm triệu ba ngàn bốn trăm năm mươi hai vạn, đã đến lúc cộng lại. Năm trăm hai mươi nghìn lẻ một, năm trăm hai mươi nghìn lẻ hai rốt cuộc đã bao lâu? Ở đây chẳng có gì ngoài những con sóng vỗ vào bờ một cách bất lực. U ám, trầm tĩnh, trước mắt nhìn không tới cảnh tượng, trong tai nghe không được tiếng vang, tâm tử tuyệt vọng, bi thương bất đắc dĩ, bị bao vây trên một hòn đảo biệt lập bởi một vùng đất ngập nước đầy bùn lầy rộng chừng mét vuông. Ngoài việc ôm đầu gối lẳng lặng ngồi, trong miệng yên lặng đếm hết, hắn không thể làm gì khác. Ông trời, tại sao vẫn còn sống? Là vì phải đối mặt với bóng tối vô tận? Hay bạn muốn trả lại nghiệt nợ vô biên của chính mình? Mê mang ngửa mặt lên trời, trước mắt chẳng có gì cả. Cô đơn làm người ta bối rối, hắc ám khiến người mệt mỏi, cứ như vậy tiếp tục niệm 134 triệu 520.003, 4 và 5. 139 triệu 99.001, 2 và 3. Đột nhiên, việc đếm dừng lại cạch. Đỉnh đầu truyền đến tiếng vang, phiến đá cuối cùng cũng sắp mở ra. Bụi từ đỉnh đầu rơi xuống, như thể bình minh đang đến gần, bóng đen ngước nhìn lên trời, nhìn thần Phật cho hắn ân điền. Ngẩng lên bầu trời xanh đã lâu tròn tròn và sáng, dù chỉ là hình vuông nhưng màu sắc mê người vẫn xanh thẳm như cũ. Phúc lành thần Phật từ trên đỉnh đầu rải xuống, rơi xuống mặt nước trước mặt. Nước mắt của rồng đang tỏa sáng nắng trói trang, sóng xanh gợn sóng, vũng nước dưới chân tuy tròn nhưng sâu không thấy đáy vẫn trong vắt. Hải tử, là con sao? Khóe miệng run rẩy, bóng đen rít lên, vẻ mặt vui mừng lộ rõ. Này, một giọng nói sắc bén rơi xuống giếng, trong giếng có người không? Một tiếng hét từ phía trên truyền đến, tuy là một giọng nói trẻ con và yếu ớt nhưng lại gây ra tiếng vang khắp nơi. Tiếng ong ong còn động lại, giọng nói vang đến tận đáy giếng nhưng lại khiến lòng người nọ trùng xuống không phải không phải người hắn đợi tiếng vang dần dần tiêu tán một lúc sau một tiếng kêu khác lại đến niềm hy vọng trong lòng lại được nhen nhóm lên này trong giếng có ai không một giọng nói khác vang lên tuy người gọi đã thay đổi nhưng giọng khẩn cấp vẫn như cũ không phải hai tay ôm mặt đây vẫn không phải là người hắn đang đợi Phi, một ngụm nước bọt phun ra từ bầu trời rơi xuống mặt nước giếng giấy lên gợn sóng Dương Thiệu Kỳ hậu viện nhà ngươi không phải có ma sao đứa trẻ nhổ nước bọt chửi ta tốn bao nhiêu công sức để loại bỏ phiến đá khỏi giếng quỷ này nhưng lại không nhìn thấy nửa con ma ta ta cũng không biết đứa trẻ nghịch ngợm nói với giọng ngượng ngùng ta cũng là nghe mẫu thân nói giếng này có ma quỷ náo loạn muốn chúng ta bình thường đừng tới hậu viện chơi Đứa trẻ lúc trước cười nói, vậy thôi. Có lẽ mặt trời còn chưa lặn, ma quỷ cũng không dám ra ngoài. Lại hướng đáy giếng kêu một tiếng, này. Có ma quỷ không? Mau ra đây. Hai đứa trẻ phía trên nhìn nhau không ngừng, bóng tối che khuất ánh sáng mặt trời hiếm hoi. Những bóng đen cứ bồng bềnh trên mặt nước, tựa như một con ma tinh quái đang vui đùa ầm ĩ, đang chiêu cợt những khách nhân bất đắc dĩ trong địa ngục. Dầm một tiếng, phiến đá đóng lại, đỉnh đầu lại tối sầm. Những đứa trẻ nghịch ngợm đã đi rồi. Bóng tối buông xuống, tâm cũng trầm xuống, lúc này mở mắt hay nhắm mắt cũng như nhau. Dù sao thì trời cũng tối rồi. Một năm có 365 ngày, được coi là đen, có hai mắt này hay không không có gì khác biệt. 139 triệu 97, 98, lại 99 một cảm giác sợ hãi xâm chiếm, có phải đếm đến 200 triệu, 300 triệu, 400 triệu, trong lòng hắn cũng không thấy được nỗi nhớ trong lòng. Đôi tay che mặt, bóng đen bắt đầu khóc. Lúc này, thần Phật như nghe thấy tiếng khóc của hắn, phiến đá lại mở ra. Trời xanh chiếu rọi, phía trên vang lên một tiếng gọi trầm thấp. Đại thúc, ta tới rồi. Đệ đệ ta chưa thấy ngươi phải không? âm thanh của thiên nhiên vang lên từ đỉnh trời trong thanh âm trong trẻo ngọt ngào vang lên nhiệt long nhìn thấy một đứa trẻ với khuôn mặt tuấn tú quý phái nghiêng người về phía giếng thấp giọng gọi đại thúc người khỏe không hài tử hài tử hai mắt đẫm lệ trong mông lung hắc ảnh liều mạng gật đầu đôi tay hướng về phía trước múa may tựa hồ muốn ôm hài tử kia một sợi dây thừng rơi xuống gợn lên những gợn sóng hạnh phúc Bóng người đó bước xuống, xuất hiện trước mặt mình. Đó là khuôn mặt đỏ bừng của một đứa trẻ, công tử Tuấn Tú đáng yêu đang mỉm cười với chính mình. Không tự chủ được mà duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, công tử từ trong lòng lấy ra một cái chân vịt, đưa lên trước mặt cho hắn ăn, trong miệng hiện lên một vị béo ngậy thơm phức, tuy là thịt vịt nguội nhưng hương vị lại rất ngọt ngào. Đại thúc từ từ ăn, còn có rượu, khuôn mặt thông minh hiện lên một nụ cười tay cầm một hổ lô đưa lên miệng cho hắn uống xì xụp ủng ụp ngọt ngào đây thực sự là rượu ngon thượng đẳng ăn uống no đủ là lúc hạnh phúc nhất hình bóng đó ôm lấy dựa sát vào ngực nhau đứa trẻ ấm áp luôn ân cần như vậy đây là món quà lớn nhất mà ông trời ban tặng cho hắn hắc ảnh cười công tử cũng cười quanh năm suốt tháng hai người liền thiệt tình cười như vậy vài lần vuốt ve đứa trẻ trước mặt rốt cuộc luyến tiếc buông ra. 365 ngày, 4380 canh giờ, chỉ cần có một tia sáng như vậy, 300 ngày còn lại đều sẽ có màu sắc. Cũng giống như một ngọn nến nhỏ trong phòng tối, không cần thắp sáng cả phòng, chỉ cần chiếc bàn vuông trước mặt được thắp sáng thì mọi thứ đều đẹp. Hải đồng ngửa đầu nhìn hắn, sâu kín. Đại thúc, ta, ta, có chuyện gì vậy? Đôi lông mày thanh tú của công tử nhíu lại, hắn xoa xoa lỗ tai, dường như có chút đau đớn. Ta phải rời khỏi nhà. Hả? Một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên, hắc ảnh ngơ ngẩn phát run. Bởi vì, công tử cúi đầu, máu tươi từ tay phải chảy ra, ta muốn đi thiếu lâm tự. Không, không, không thể, đi thiếu lâm tự, người không thể tới gặp ta a. À. Lúc không tự chủ được, không khỏi phát ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng bóng đen tón lấy cánh tay của hải đồng kêu lên công tử ngửa đầu nhìn hắn vùi đầu vào lòng hắn hai người ôm nhau thật chặt hắc ảnh trên đầu vai phập phồng tuy không nói được nhưng mặt vẫn nóng bừng hắn biết mình đang khóc nước mắt lăn dài ướt đẫm chân rơi xuống giếng sâu đại thúc đừng khóc hải từ ngữ khí thập phần dịu dàng nó bịt tay phải lại nói một ngày nào đó Ta nhất định sẽ trở về. Ta sẽ phá cái giếng này, đưa ngươi ra khỏi biển khổ vô biên. Ta sẽ mang ngươi trở lại nhân gian, trở lại vinh quang ngươi nên có. Một thân ảnh tuấn tú trong bóng tối quỳ trên mặt đất, hắn chậm rãi từ trong lòng lấy ra một quyển kinh thư, dùng ngón tay trắng như ngọc mở từng trang gấp lại, lấy ra một nút khuy áo. Kim chỉ xuyên qua khuy áo những sợi tơ mỏng tựa như tình cảm thân tình len lỏi vào bộ quần áo sờn rách mục nát trước mặt. Trên quần áo có hai hàng khuy được xếp ngay ngắn, nhưng hàng khuy trên ngực lại đã thất lạc từ lâu. Những món tay thon dài nhẹ nhàng dịu dàng luồn kim, vá lại sợi chỉ, hắn cố gắng khâu lại thứ gì đó đã mất mát từ lâu. Khuôn mặt tuấn tú nghiêng về phía hắc ảnh, hôn lên môi cơ thể đã biến thành một bộ xương khô từ lâu. Cha, quan quan sẽ quay lại và đưa người đi như đã hứa thân phận chủ nhân được viết dưới lòng đất dương viễn phụ thân tuấn mỹ đã giao dịch với ác ma đang lặng lẽ nằm dưới đáy giếng chờ chính mình trở về giữa tiếng vang ầm ầm thần phật mở ra thiên quan trong phút chốc một bóng đen bay xuống dưới chân hắn có một dòng nước lớn đó là dây thừng cự long nối liền địa ngục và nhân gian sắp dẫn độ chính mình trở lại chiến trường giết sốc của Tu La. Quý công tử Nhật Hải cốt bộ xương khô lên, tay trái nắm lấy dây thừng, hắn nhẹ nhàng lôi kéo, cự long chợt chậm rãi đi lên, cự long lưng đeo phụ tử thân tình, đưa bọn họ chậm rãi tái hồi nhân gian cố thổ, dẫn họ đến nơi họ nên đến. 26 năm sinh mệnh, từng có người cản lại hắn, không chỉ một người mà là những xiềng xích từ mọi phương hướng, trói buộc hắn thật chặt. Phụ thân quyền mưu, mẫu thân lương bạc, cấp trên ngờ vực, sư phụ chấp niệm, sự ghen tị của đồng liêu, đủ loại ràng buộc đã kéo hắn vào địa ngục vô tận khi tình hình trong triều đình biến động. Mọi người đang lợi dụng hắn, làm ô uế hắn, biến hắn thành một con dao đẫm máu trong nghiệp chướng tâm tối và tội lỗi. Trải qua vô số năm giày vò tra tấn, không ai lưu ý đến vết đau đã cuốn, vật tế thần tâm cũng đã vỡ. Khi vòng xoáy đạt đến điểm thắt chặt nhất, thống khổ cùng thất bại lên đến đỉnh điểm. Cho dù trời cao không cho hắn đường sống, hắn vẫn sẽ dựa vào chính mình có thể sát ra trùng vây, khiến hắn từ thập diện mai phục phá kén mà ra, lại lần nữa trở lại vị trí hắn nên có. Không sợ mây bay che vọng mắt, tự duyên đang ở tối cao tầng. Nhiệt lòng sắp thức tỉnh, Tu La Vương sẽ đích thân đánh thức nó, để nó gào rít giận dữ trên bầu trời một lần nữa. Bước thật mạnh ra khỏi giếng cổ, nhìn nát bông hoa tím không tên bên cạnh giếng ánh mặt trời chiếu rọi chiếu rọi đến gương mặt tuấn mỹ giống như thần phật một đôi bàn tay to ấm áp vươn ra trước mặt hắn tiếp nhận hài cốt không hạ tay phải nhẹ nhàng vung lên bên cạnh truyền đến tiếng bước chân rồn rập tiếp theo là tiếng quỳ xuống trước mặt trình tới một thanh kiếm mọi người hắn tiếp nhận hung khí giết người nhẹ nhàng hỏi đều đã đến đông đủ sao Lão nhân kia cúi đầu nói, theo mệnh lệnh chủ công, 39 danh dĩ chúng ta đang tại đây chờ lệnh. Hắc một tiếng, xoay người về phía sau, trước mặt đen nhìn nghịt, trong mắt hắn tràn đầy bóng dáng kiên nghị. Những người này có thể cao hoặc thấp, tuy bề ngoài khác nhau nhưng ánh mắt lại giống nhau, đều là bi phẫn hận ý từng bị thế nhân vứt lại. Nhóm chi sĩ suốt đời khó quên, thân trên trần trụi, trên cánh tay phải có khắc lạc cô hồng một con chim sẻ làm sao có thể biết được dã tâm của hồng hồ, họ in dấu chi hướng, nướng thân thể mình, phủ ấn biến thành tín ngưỡng không sợ hãi, tên các dũng sĩ liền sẽ biến thành. Trấn Quốc thiết về, 39 sinh mệnh, cộng với trinh hắn, 40 người đều cởi trần, ngay cả trinh hắn cũng đã cởi áo trên, trên lồng ngực nhợt nhạt của hắn là những vết sẹo tròn màu đỏ, vết thương đâm thủng ngực chính xác là một ấn ký mà thế nhân vứt bỏ cho hắn. 80 con mắt nhìn nhau chằm chằm, không một con nào chớp mắt sợ hãi. Vài hắn khẽ rôn lên, trong giây lát ầm ĩ thét dài, lạnh lùng nói, ngã kiến siêu thế chí, tất chí vô thượng đạo. Xây dựng thế gian siêu việt, tất sẽ đạt đến con đường tối thượng. Xoát một tiếng, một thanh kiếm dài được rút ra, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, trong phút chốc, 39 thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào mặt trời đỏ, đám đông trông như những bóng ma trong lòng gầm lên, nếu tâm nguyện này không được thực hiện, thì sẽ không đạt được giác ngộ. Trừ quân bị thần Phật bỏ rơi, bị thế nhân khinh thường, đêm dài là như bụi rơi, mùa đông đang đến gần, trong căn nhà cũ của dương gia ở ngoại ô thành có tiếng khóc, sắt thép rơi nước mắt, lời nói thê lương, 39 người đáp lại lời chủ công cực khổ, hoặc rơi lệ đầy mặt, hoặc cúi đầu nuốt hận, mỗi người mặt chứa bi phẫn, thần thái trào dâng ngã kiến siêu thế trí, tu la vương thần thái lặng im, chấp tay hành lễ, nói ra chi hướng trong lòng, nhất định sẽ đạt được con đường vô thường. Nếu tâm nguyện này không được hoàn thành, thì sẽ không đạt được giác ngộ. Đây là đại thí chủ, phổ tế chưa nghèo khổ, nguyện cho tất cả chúng sinh sống một đêm dài không lo lắng. Khi tất cả chúng sinh nghe thấy tiếng gọi của ta, hãy đến chùa của ta hư không chư thiên thần sẽ mang đến những bông hoa quý. Mười ngày sau, ngày 19 tháng 9, tình cờ đó chính là ngày quan thế âm xuất ra, tại đêm khuya đại từ đại bi đó, lực lượng tinh nhuệ cuối cùng sắp tiến vào kinh thành, trí sĩ trẻ trung muốn nghịch truyền thế cục. Cảnh thái là thanh kiếm diệt trừ đối thủ của họ, võ anh là bọn họ thu hàng quần thần. Chính thống, còn lại là bọn họ yên ổn thiên hạ niên hiệu khi thân ảnh từ địa ngục giáng xuống kinh thành, khi những trung quân trẻ tuổi tiếp quản cung thất, thiên hạ bá tánh liền sẽ lại không quên mất một ngày này. Từ nay về sau thiên thu vạn tái, mọi người sẽ nhớ rõ nhóm người này. Thiên cổ anh hùng chi sĩ mẫu mực, thế sưng chấn quốc thiết về. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.